Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sonic 125 hồi sinh xuất sắc khoe dáng tại Sài Gòn là một trong những dòng xe đời cũ nhưng vẫn còn rất hot với những bản độ nó vượt cái dòng là Sonic 125 chưa bao giờ làm người xem phải thất vọng. Dù bản độ ở bên người Thái hay người Việt thì cái dòng xe này khi lên sóng được rất nhiều người quan tâm. Dù không dùng ứng dụng cho mình cái cụm thắng của Rainbow Asset to lớn đầy cứng cáp, được trang bị con xe để tạo cái sự kiểm soát hành trình phần trước. Phía bên trên là cái chiếc bình dầu Rainbow đi cùng cái nắp CNC. Tay con cũng là sản phẩm đến từ Rainbow. Các chi tiết công tắc ống gà của Domino, đồng hồ Casio, SM. Đây là những cái món đồ chơi dễ thường độ lên cái con Sonic 125. Dàn chân ứng dụng bánh căm niền nhôm vàng làm chủ đạo. Dây chân trước sẽ dầu heo bấm rất nhiều đầu, cách nó vào con heo dầu Rainbow 4x để xứng, đích cùng để thắng mang cái sai ở bên Thái Lan. Cái phần chi tiết động cơ cũng được chỉnh chu và tu sửa lại để con xe có sự vận hành là ổn định nhất. Và đây ở phía dàn chân sau với heo dầu Rainbow logo nhỏ 2x để xứng, đi cùng cái phát xây ngược phía bên trên, đi cùng phát heo, còn có cả vị trí mắt đọc km/h cho cái bộ đồng hồ này mình đã kể phía trên. Ẩn hiện phía sau cánh chim của các chân chính là cái bộ pen đặt Rainbow. Cái giảm sóc ứng dụng thiệu đến từ là Quartz cùng với chiếc bình dầu rời được canh chỉnh tính toán vị trí lắp đặt để hợp lý tạo cái sự gọn gàng. Và đây là bản đồ đẹp. Quay dọn nhẹ nhàng nhưng cực kỳ khủng khiếp với một bộ áo xanh con két. Với một thiết kế trẻ trung, thể thao, thanh thoát cùng với có động cơ bền bỉ và khả năng tiết kiệm điện rất ấn tượng, các chiếc Honda Way đang được rất nhiều người Việt Nam ưa chuộng trong nhiều năm gần đây và chưa có dấu hiệu là giảm nhiệt. Quay lên cái dàn đồ chơi cực khủng đi cùng với một cái dàn áo xanh con két. Cái phần dàn đầu chiếc xe được trang bị cho mình cụm thắng Rainbow Asset đi thêm nhiều ốc rô ti trang trí ở khắp phần tạ thắng dọc gió. Trên lớp Hollin kẹp cổ các logo đi cùng phần đầu được ổn định hơn trên độ cao. Tuy nhiên ở bản độ này mình thấy cái dùng làm kiển là chính thôi. Nhìn xuống cái dàn chân trước chúng ta thấy được cái dầu kết nối cùng cái ngắt dầu CNC cố định vật con theo dầu Rainbow lực lớn 1 feet được làm cái bát CNC được tính toán rất tỉ mỉ sao cho khi bánh xe nhẹ nhất. Đĩa Gaffer KTM đi cùng với cái rất làm CNC lên màu Titan nhìn đẹp mắt. Cấu Titanium mang một hiệp đến từ Tekawa tuyệt vời với hai cái tông màu xanh tím chuyển hòa quyện đi vào nhau. Cái cần số Kates 2 triệu làm bằng cái liệu inox có xuất xứ đến từ Thái Lan. Qua lông lửa Titan cũng góp mặt ở bản đồ này. Trang bị phục Hardin, một đồ chơi đắt tiền được rất nhiều tay chơi đất Việt Việt Nam ưa chuộng và thế giới cũng rất là ưa chuộng. Full luôn cái càng tháng sau được hai mới chất liệu Titan đi cùng với Costa sao tăng thêm độ sang trọng cho phần dàn đuôi. Áp dụng cho mình cái niềm nhâm Excel đắt tiền giúp bản độ trong lực cứng cáp thẩm mỹ hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy đăng ký tiếp nhớ like, subscribe.